Chào mọi người, mình đang còn trống hai cái tầng văn phòng cho thuê, tầng 3 và tầng 4, có diện tích nhỏ nhỏ xinh xinh, khoảng tầm 50m² sử dụng ở bên trong. Giá thuê là 10 triệu một tháng, thì rất là muốn chia sẻ với mọi người. Tòa nhà này có vị trí ở ngay mặt đường Trung Văn, ngay gần chỗ ngã tư Tố Hữu và phố Trung Văn. Ở trước mặt mọi người kia là cái tòa nhà Ecoline Capital ở 58 Tố Hữu. Và đây là cái tòa nhà C14 Bắc Hà. Thì cái tòa nhà mà mình muốn giới thiệu cho mọi người đây nhỉ. Đây chính là cái dãy nhà liền kề mà mình đang còn trống hai cái tầng văn phòng ở đây. Mỗi tầng là 50m² sử dụng. Lát nữa mình sẽ quay văn phòng trực tiếp ở bên trong cho mọi người cùng xem. Đây là cái lối vào tòa nhà và chỗ khu vực để xe. Xung quanh thì trước mặt có một công viên rất là thoáng. Đây là hành lang đi vào. Và cái diện tích mình đang còn trống cho thuê của một cái tầng đó chính là diện tích này, 50m² sử dụng ở bên trong. Có bàn giao điều hòa, âm trần, vệ sinh thì ở bên ngoài. Khu vực hành lang thì cũng rất là rộng rãi và thoải mái. Thanh toán giá thuê là 10 triệu một tháng, chưa bao gồm tiền điện, tiền nước, có công tơ riêng. Văn phòng này thì cũng rất là phù hợp cho những công ty nào mà có vị trí ở ngay mặt đường Trung Văn, 8 người cho đến ngay gần chỗ ngã tư Tố Hữu và phố Trung Văn. Phòng ban gì cả. Ở trước mặt mọi người kia là cái tòa nhà Ecoline Capital 58 Tố Hữu bên khác thôi. Và đây là cái tòa nhà C14 Bắc Hà. Một tháng tiền thuê. Thì cái tòa nhà mà mình muốn giới thiệu cho mọi người đấy nhỉ. Có thể tham khảo tòa nhà này nhé. Đây chính là cái dãy nhà liền kề mà mình đang còn trồng hai cái tầng văn phòng ở đây. Mỗi tầng